Thông tin thành phố Hồ Chí Minh sẽ tái khởi động dự án khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc để phục vụ SEA Games 31 đã khiến dư luận xôn xao, bởi vẫn còn đó rất nhiều bài học về việc xây dựng những công trình thể thao nghìn tỷ chỉ để phục vụ cho một vài sự kiện mang tầm khu vực rồi để đấy. Rõ ràng thành phố Hồ Chí Minh phải tính toán thật kỹ nếu không muốn có một vườn ẩm thực hay một rạp chiếu phim Mỹ Đình thứ hai tại khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc. Sân vận động Mỹ Đình 53 triệu đô la Mỹ. Từ sau SEA Games 22 đến nay, mỗi năm chỉ tổ chức khoảng chục trận đấu của các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Còn ngày thường là chốn để các bạn trẻ đến tập gym, tập yoga, thậm chí xem phim hay massage. Công trình hàng chục triệu đô đã từng là niềm tự hào của thủ đô, giờ điều hưu như số phận của hàng chục nhà thi đấu trên khắp cả nước, được đầu tư chỉ để phục vụ cho một sự kiện lớn rồi để đấy. Là đầu tư là cho thể thao, nhưng mà ai dùng thể thao cách rất trừu tượng, người dùng ấy bao nhiêu lâu thì cần đến, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay là một năm mới dùng một lần, thì cái đó là phải phân tích rất rõ, chứ đừng nghĩ là có công trình thể thao người ta sẽ dùng, thế làm công trình mà lại chỉ một tháng hay là một năm mới dùng một vài lần thì vô nghĩa, hiệu quả không cao. Do đó phải gắn, đã công trình thể thao phải gắn với phát triển phong trào thể thao một cách thường xuyên, chứ không phải gắn một năm một lần. Theo các chuyên gia, những cơ sở thi đấu thể thao trên thế giới thường có tuổi thọ khá cao, thậm chí trở thành biểu tượng. Các công trình đó sẽ tiếp tục phục vụ trong những năm tiếp theo. Nhưng ở Việt Nam, những sân vận động và nhà thi đấu thể thao ấy phục vụ khai thác thế nào cho hiệu quả sau sự kiện lại đang là bài toán thiếu lời giải. Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy xem là ở đây nó có cần những cái, nó có phải là để đáp ứng cho một cái sự kiện lớn về thể thao nào của thành phố trong cái mối quan hệ quốc tế, hoặc là một cái nỗ lực gì đấy với một cái sự kiện nào đấy, thì tất nhiên là chúng ta phải có những cái mà đúng là sau này sẽ khó khăn trong việc đưa vào cuộc sống thực tế. Hiện nay thì chưa thích hợp vì lẽ là ngân sách của chúng ta đang rất căng thẳng. Ngay bản thân thành phố Hồ Chí Minh nào là đang xây dựng các tuyến đường sắt đô thị vân vân cũng đang thiếu vốn để còn dự định xây dựng cả metro gì khác nữa. Thế mà bây giờ trong bối cảnh ấy mà lại thêm một cái công trình trên 1 tỷ đô la thì thực ra là quá sức. Không những đối thành Hồ Chí Minh mà đối với cả đất nước. Qua mỗi kỳ thi đấu thể thao, chúng ta lại được nghe câu chuyện về việc thiếu kinh phí đầu tư cho con người, cho các vận động viên. Nhưng đâu đó, những nhà thi đấu, sân vận động nghìn tỷ vẫn mọc lên. Liệu có đáng bỏ ra hơn 1 tỷ đô la đầu tư cho khu liên hợp thể thao hoành tráng, trong khi bài toán khai thác nó hậu sự kiện chưa có lời giải?